Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng đó là Messenger không hiển thị cái trạng thái online của bạn bè của chúng ta trên Messenger nha. Thì khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng Messenger này thì chúng ta sẽ thấy là những cái người bạn bè nào của chúng ta online thì nó sẽ có một cái dấu tích xanh ở bên phía dưới của cái hình avatar đại diện của cái tài khoản bạn bè của chúng ta. Và chúng ta khi mà chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta sẽ biết được là đây là những người bạn bè mà đang online, có nghĩa là đang sử dụng cái mạng Internet, và khi chúng ta nhắn tin cho họ thì họ sẽ trả lời và đọc được cái nội dung tin nhắn của chúng ta nhanh nhất. Và những cái người mà nó không hiển thị cái dấu tích xanh ở đây thì có nghĩa là những người này là hiện tại là không có online, và chúng ta có thể dựa vào cái dấu tích xanh này để chúng ta biết được cái trạng thái online của bạn bè chúng ta trên Messenger. Tuy nhiên thì nếu mà một ngày đẹp trời điện thoại các bạn khi mà chúng ta mở ứng dụng Messenger, chúng ta sẽ không thấy được tất cả mọi người đều offline cùng một lúc, thì cái điều này nó là một cái lỗi. Và để khắc phục được cái tình trạng nó là không nhìn thấy được cái trạng thái online của bạn bè ở trên cái ứng dụng Messenger thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì để khắc phục được cái tình trạng này thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên. Các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là menu và các bạn sẽ chọn vào cái phần cài đặt. Ở trong cái phần cài đặt và quyền riêng tư thì các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái phần là đối tượng và chế độ hiển thị. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục đó là trạng thái hoạt động. Các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là trạng thái hoạt động trong cái mục là đối tượng và chế độ hiển thị, các bạn chọn vào. Thì ở đây các bạn thấy là mặc định thì cái phần trạng thái hoạt động này nó sẽ được bật lên, và nếu như các bạn thấy là cái phần trạng thái hoạt động này nó bị tắt đi, ví dụ như các bạn thấy là nó bị tắt đi như này, thì bạn sẽ không thể biết được bạn bè và quan hệ kết nối của mình đang hoạt động hoặc là hoạt động gần đây trên trang cá nhân này. Để đảm bảo họ không thấy được trong thông tin về bạn, hãy tắt phần cài đặt này ở mọi nơi bạn đang dùng Messenger hoặc là Facebook, khi đó trạng thái hoạt động của bạn sẽ không hiển thị nữa. Đó, nếu các bạn tắt cái phần là hiển thị trạng thái hoạt động đi thì các bạn đồng thời là sẽ không thấy được cái hoạt động của người khác, và đương nhiên là người khác cũng sẽ không thấy được cái hoạt động của bạn. Các bạn cần phải bật cái phần này lên. Rồi, sau khi các bạn đã bật được cái phần là trạng thái hoạt động hiển thị khi bạn hoạt động rồi thì các bạn sẽ quay ra, thoát ra ngoài, và chúng ta sẽ mở cái ứng dụng là Messenger lên. Ở đây thì các bạn tiếp tục chọn vào cái phần là ba dấu gạch ở bên góc trái màn hình, và các bạn cũng chọn cho mình vào cái phần là cài đặt ở đây. Cái phần cài đặt này thì các bạn cũng đã tìm đến cho mình cái phần đó là trạng thái hoạt động, các bạn chọn vào thì các bạn thấy ở đây nó sẽ cái phần là hiển thị khi bạn hoạt động thì nó cũng đang được bật, và hiển thị khi bạn đang dùng các hoạt động thì nó cũng đang được bật. Đó, nếu cái phần này nó bị tắt đi thì các bạn cần phải bật lại cho mình nha. Đó, thì khi các bạn bật cái phần là hiển thị trạng thái hoạt động như này thì chúng ta mới có thể thấy được là cái trạng thái hoạt động của bạn bè chúng ta khi mà dùng cái ứng dụng là Messenger. Thì chúng ta có thể là biết được là những ai đang hoạt động ở trên cái ứng dụng Messenger, chúng ta có thể nhắn tin cho họ để họ trả lời một cách nhanh nhất, và đồng thời là chúng ta cũng có thể là hiển thị được cái trạng thái hoạt động của chúng ta cho bạn bè của chúng ta biết. Rồi, và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.